Newcastle bước vào trận đấu với Everton với đủ những thông số có lợi cho họ, từ việc họ đã thắng 5 trận gần nhất gặp Everton tại Premier League cho đến việc Everton đã để thua 4 trận đấu gần nhất thi đấu vào giữa tuần. Nhưng nếu bóng đá dễ đoán như vậy thì đã chẳng phải là bóng đá. Việc nằm trong 3 vị trí đội sổ trên bảng xếp hạng tiếp tục bơm thêm sự nhiệt huyết vô tận cho Everton. Họ nhập cuộc đầy tự tin và liên tục tạo ra những cơ hội, với điểm đến chủ yếu của những đường truyền là Dominic Calvert-Lewin. Trận này, một mình tiền đạo mang áo số 9 của Everton có 6 pha dứt điểm, bằng một nửa số cú dứt điểm của Newcastle trong cả trận. Và dù cho Calvert-Lewin kém duyên hoặc chưa có được sự sắc bén trở lại, thì Everton vẫn rất kiên trì với hãm khung thành của Newcastle. Phải tới phút 79, sau khi đã thực hiện 25 pha dứt điểm, Everton mới có bàn mở tỷ số từ sự bùng nổ của Dwight McNeil, học trò cưng của huấn luyện viên Sondage. Bàn thua ở thời điểm 15 phút cuối dường như đã khiến Newcastle trọng thương, nền tảng thể lực của họ xuống rõ sau một giai đoạn thi đấu dày và gặp nhiều ca chấn thương. Và ngay cả những người hay nhất của họ cũng mắc sai lầm. Kieran Trippier để mất bóng và tạo điều kiện cho Everton tổ chức pha tấn công gọn gẽ, ghi bàn thứ hai trong trận. Lần này McNeil là người kiến tạo, còn Doucouré là cái tên hiện lên bảng điện tử. Đây cũng là bàn thắng thứ 5 của Doucouré tại ngoại hạng Anh mùa này. Nhưng cơn ác mộng chưa chấm dứt với Newcastle, bởi ở phút 90+6, cầu thủ vào sân thay người Beto ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 cho đội chủ nhà. Tinh thần là yếu tố tiên quyết với tôi. Chúng tôi tưởng như bị đánh gục sau án phạt trừ 10 điểm. Nhưng còn nhiều cú sốc khác cũng diễn ra vài năm qua. Và dù thế nào, tinh thần toàn đội cũng đang tốt lên. Tôi không biết nói sao cho đủ. Chúng tôi gắn kết và tìm thấy sự ăn ý ở nhau một cách mạnh mẽ. Và chúng tôi biết mình có đủ phẩm chất để vực dậy đội bóng. Không chỉ mang ý nghĩa về tinh thần, chiến thắng này còn giúp Everton chính thức ra khỏi khu vực 3 đội cuối bảng xếp hạng, khi họ có 10 điểm, nhiều hơn Luton, đội xếp thứ 18, 1 điểm. Còn với Newcastle, đội bóng của Eddie Howe tiếp tục cho thấy một phong độ kém ấn tượng trên sân khách, khi đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm họ để thủng lưới 2 bàn trở lên ở 4 trận sân khách liên tiếp trong cùng một mùa giải ngoại hạng Anh.